Chào mừng các bạn quay trở lại với shop gốm sứ trang trí. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn các mẫu tượng sứ cao cấp tại shop của chúng tôi. Các mẫu tượng này là những sản phẩm nghệ thuật tinh luyện, được chế tạo thủ công 100% bởi các nghệ nhân tài hoa đến từ Trung Quốc. Mỗi một bức tượng sứ đều mang đậm dấu ấn văn hóa và ý nghĩa phong thủy, thể hiện ra sự khéo léo và tâm huyết của người thợ. Những chi tiết tinh tế, sắc nét và chất lượng sứ cao cấp đã mang đến vẻ đẹp tuyệt hảo cho sản phẩm. Các mẫu tượng này không chỉ là vật trang trí sang trọng mà còn là biểu tượng của nghệ thuật truyền thống Trung Hoa. Các mẫu tượng này rất thích hợp cho việc sử dụng và trang trí cũng như có thể dành làm món quà thay cho lời chúc, lời cảm ơn và sẽ là thông điệp ý nghĩa nhất mà bạn muốn gửi tới khách hàng, đối tác, người thân, bạn bè hay người yêu quý của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video cùng chúng tôi. Hãy liên hệ với chúng tôi qua số hotline 0983302098 để sở hữu ngay những tác phẩm nghệ thuật độc đáo này. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.